Tự mình á, lớn tuổi rồi mà anh mà cứ lấy cái tuổi mà 54 55 cái gì đấy là ta vẫn đòi hỏi cái sinh lý Trời chưa ơi, đến lúc hiểu cầu gối tu. à, là mình cũng chịu nổi được. Mà thứ hai nó từ cái tuổi mình là đèn nước hết rồi, không còn gì để mà nói nữa. Như anh mình xuống làm cũng hết, bắn hết khói bắn rồi đi. Cho nên nói rằng mình á, là chỉ có là kết bạn là về già, nhờ Đúng nhau rồi, mau ốm anh cũng vậy đâu rồi chăm chứ. sóc lẫn nhau rồi ăn uống rồi thuốc thang, rồi khi chồng đau thì vợ chăm, mà vợ đau thì chồng chăm, hai bên chăm sóc với nhau về già. Chứ có gì con nó chăm sóc có đâu ra đâu bằng vợ chồng. Dù đâu mình cũng ở gần kề nhau. Làm sao giờ em thấy làm sao? Có ở với anh được không? Được, thì là anh đi em thấy đường viên rồi thấy cũng được, em đi em thích cho đi này. Anh về Giờ có cái này coi là rượu không uống, uống không hút, bây giờ chỉ được uống trà em đi không, cho đi này. cà phê cũng uống nữa. Rủi mình tàn quá mình ráng làm sao. Chị này, em rồi. Tôi giống thích cây nào đó, tôi lấy 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 làm bạn này, tôi vui chứ còn cây nào cũng thích. Em muốn chịu không? Đó, đó. Em nhớ cây mà tình cảm này em muốn thích ạ. Mà em thích là làm bạn với nhau đó, chăm sóc tôi già rất nhiều thôi. Cái chuyện mà tình cảm vợ chồng sinh dục tình dục là em muốn thích. Em mới thích là ở với bạn bè chăm sóc nhau tuổi làm rất yếu Anh về cũng vậy chứ rồi nói như khác thì làm cái đứa may cái lên bể cái rồi là chết chút trên bụng vợ sao này cũng vậy. Nhiều người bị nữa lắm, nhiều cho. người bị rồi đấy, nhiều lắm bị mà nhiều trường hợp chồng đi nhậu về nên là về học hỏng hỏng với vợ cái nằm cái anh nói không tấm phòng Tích bóng luôn. còn biết bảo, nhưng mà người vợ nó biết tâm hắn nó biết á, biết ý á thì là không chết Mời ai ai biết luôn. đâu. Khi nào người vợ gia đình xỉn rượu nhưng mà không vì tình cảm với vợ, nhưng mà khi mà thấy chồng mà thấy rờ rờ mà nhìn thấy mà không không bình thường rồi, mình cúi một cái kim khi nào cũng còn chồng có cái kim sẵn đó. Trong khi trường một Em tôi chồng nói hất ngược lên cái đó khỏe re không ăn hết, còn mà cứ hất chồng xuống rồi là chết luôn. tôi chăm đi đâu Chân chăm tôi vô mong muốn đi cái này, mông này nghe, tôi tôi mong này này, tôi khuyên mong vui đi với cái này này á. nè, cái này hầu anh biết hầu mấy mấy bà già ở miền Nam này, nói chung mấy bà mới đầu bà nào cũng có cây móng tay á, hầu mấy bà có móng tay nè, đó là mấy bà Thì để rồi trừ qua cái bệnh đó là đó. để làm gì cô? Gia dụ vợ chồng Dụ mà đi lâu ngày á, đi về gia dụ mình tình cảm với vợ chồng thì hay là hay hay bị chưa đó. Đấy. Hay đeo lên nghe nằm nó là cứ vậy riết là nó không có xuống được. không xưa ra bị cấm phòng á, Ờ gọi là mà cấm vợ phòng biết nó lấy cái móng tay cây gì nhọn mà chọt ở ngay chân cu á là nó mà giọt là tưng lên nó giật hết, lên cái là bắt đầu là chồng sống nó lại, dâng cái còn mà máu hất ra. chồng xuống cái là chồng đi tay luôn, trường hợp nó nhiều lắm. Ngày xưa mấy bà già đồ bà nào cũng có bới đầu cũng kim móng tay. Bình thường lắm này đó, em có nói sai đâu, Anh em đâu ở có với nói, người anh đâu có này nói gì là nữa. còn Thì em nói cho anh nghe vậy chứ nói giúp còn nhau chị. còn em làm bên cái phòng lạnh này này, em đưa cho anh xem em làm bên phòng lạnh đó. Ủa rồi về gì không hả con làm? Em này này bác làm cái phòng mạch này này, trong đó nhiệt áp với nữa này đây này, giá rồi đó cần mắt này. Nhưng mà ở đây thuộc về cái chỗ nào? Em ở quận 10 á, Mười hả? quận 10 á, ở địa phương á, Ở nay chợ. cũng còn làm việc nữa hả? Dạ, ở đây này, em nói thật với anh đây này. Em thì năm này thì 16, sinh năm 64. Thì em muốn tìm một người phần còn lại thì chăm sóc nhau cái tuổi già chút xíu rồi là bình thường. Rồi có nhau, có chồng, có vợ, chăm sóc nhau là để mà rửa cái phần còn lại. Chẳng năm nào ấy nó thế, từ mình thì nó như cách mấy ngày Không là cần đâu, anh làm cũng vậy tháng cũng thôi. thế. Có gọi được 5 năm, em thì 10 năm, 5 năm được, thì trời tiêu hoa kẻ trả. Vậy Bây giờ đúng em rồi. nói với anh đây này, bây giờ anh em mình á, mà thương nhau, em thì thật người, thật tính, em cũng lừa dối ai hết, em mà là thương hai Trong là bộ thương, đội này chắc nói thương thật, thiệt tình thật rồi. lòng, chứ không là giả dối với ai đâu một người nào hết.
mà em đi đường như kiểu mà đời đàn bà đó thì 12 bến nước cũng biết bến nào đủ bến nào cho tay đây là trong thì, rồi à, nhưng mà không biết có trong hay không, nhưng mà như gọi là giờ em với anh như kiểu bắt thăm may mắn á, đi đường anh bắt em may được con vợ ngoan hiền hảo rồi thương chồng thương con, là con chồng cũng như con vợ thì hai bên là cùng một con người là đảm bảo lo cho chồng con chu đáo. Rồi như em cũng thế, anh thương em thì là thương cả con bé mẹ thì chồng con. Bây giờ em nói thẳng với anh ra đi này, bây giờ em nó còn làm mà anh thương em á thì anh làm em ở lại 2 năm nữa thì lương em tháng thì mức lương tháng làm đến phòng mạch thì tháng 10 triệu. Bây giờ em bỏ thì em không tiếc, nhưng anh mà thương em thì được anh về tới nhà trọ thì em 2 năm được không? Rồi bắt đầu hai vợ chồng mình sau già yếu rồi á thì ông bà mình Nước nó lấy ly rồi, ly quá tiền. hai ông bà mình lại về đây lại sống lại cho em cũng 4 năm đó, tiền bạc của cải của anh giàu sang của tôi em không tham Thì giàu. anh cũng về nói thì Rồi anh thứ luôn. hai là trong ngoài anh nghe này là em không tham giàu nữa nha, thì hai ông bà mình chết rồi của cải chết có mang theo đâu, lại lại để lại cho con cái mình đấy. Thì chẳng qua đi em nói cái sở cái đảm này này giờ là anh thương em rồi khi anh chết trước thì sau này em định phủ mà em đi trước anh thì em phải sướng hơn anh đi ra đủ mới em vừa con cái anh không biết sao nó đối xử với em như thế nào con giống gì đâu. Rồi anh này anh chị tôi rồi nhớ cái bà đi về đi miễn đi đấy à, thì em nó thùng Không ra có, không có, à, con rồi không em có cũng đâu. sợ lắm sợ cái đám đó Con tôi nó còn nói hỏi chú nè, con tôi nói mấy cho cô nên em là mẹ em bố em là đảng viên đấy 75 tuổi đảng, bà thì cũng giáo viên 65 tuổi đảng, em không nói láo Rồi, đấy không giờ nói có láo lãnh tiền gì, có lãnh tiền gì ông báo không? đã ông á Cho có chứ. ông hết rồi lương ông á tháng được 12 triệu quân đội á mà À, ông lương hết phải rồi lãnh lần hết hả? ông chết là hết luôn hả à. Chết là hết luôn á hết là luôn á Em ở đây thì cũng được, anh đi cái máy được không? đi được Vậy mà nói cho máy đi đi. Anh nói thiệt không nghe, vậy con mình giờ bỏ đi trai. Con cháu từ nào thì kêu lứa này tới đứa kia kêu về ở giùm nó cái không này chịu. bố mẹ em đây này Ôi nhà giời. cao cửa rộng cũng có Ừ. nào em luôn á cứ dân miền Tây là khác mà dân em dân miền Trung ăn thật mười thật tí Đi em không đó. phải là nói lão này thế mà gia đình Ai cách mà. mạng bố Trời ơi, mẹ là đi khác tôi nói mấy từ bộ đội ra chứ tôi giờ nó đẹp cũng nói một một hai hai à cho em nói khi xưa là ở bộ tư lệnh quân khu 7 đầu tiên là em đóng quân ở Sóc Sơn Hà Nội Giờ em ở quận 10 hả? dạ thì em ở quận Ở 10 ở nhà rồi em đi làm em kiếm công tiền bây giờ mình lớn rồi anh bây giờ chịu chưa em chịu chưa em thì có thu non em bộ đội em về hưu mất sức đợt vừa rồi á em đi Dạ đi tôi hồi đó đi đi cũng đi du lịch á đi đi ra ngoài á xe đi ra ngoài qua đèo ấy vẫn bị lật đèo máy mà em không sống sót lại á à, đó đi đèo ấy vẫn lật đèo mà anh chứ đâu chắc em nó còn sống sót ta cùng bị chấn thương luôn không có phần mềm không khác gì hết rồi sau rồi ra rồi Ủa rồi con cái em giờ có mấy đứa ở đâu? em thì một trai một gái con được cửa nhà hết rồi đứa con trai em thì năm sinh năm 86 thì có một đứa con sinh một cô con một cô con gái nó còn đứa thứ một thì có 3 đứa con rồi thì hắn cùng có đứa cháu còn ông chồng em như nói thật đi ông thì sinh năm 56 nhưng mà ông ấy tính lý cũng nói gì ấy ông nó say xỉn ông về ông lên xử ông lại nhầm em rồi Anh ví dụ anh khỏi lo rồi ruộng có phúc cũng không như tối ngày cũng em cứ sợ là cứ nói đánh đập rồi hành hạ ra em rồi như thế này tự mình á lớn tuổi rồi Ừ. mà anh mà cứ lấy cái tuổi mà 54 55 cái gì đấy là ta cũng Ừ. đòi hỏi cái sinh lý Trời cái ơi, gì đến lúc nhiều cầu gửi tôi à làm mình cũng chịu nổi được mà thứ hai nó từ cái tuổi mình là đèn nước hết rồi không còn gì để mà nói nữa như anh mình xuống làm cũng hết bắn hết khói bắn rồi đi cho nên nói rằng mình á là chỉ luôn là kết bạn là về già
Nhờ Đúng nhau rồi, lau anh cũng vậy ổn đâu rồi chứ. chăm sóc lần nhau rồi ăn uống rồi thuốc thang rồi khi chồng đau thì vợ chăm mà vợ đau thì chồng chăm nó hai bên chăm sóc với nhau về già Chứ ngoài tôi chơi như vậy mà không lấy đem nhà tắm nó thấy chặt. không thì không chăm sóc nó về già Thì thì tôi thôi cũng đó đó ý thôi tôi cũng vậy thôi chứ tôi đâu có giờ nó thiệt, mình cũng lớn tuổi rồi, chuyện chăn gấu rồi cũng đâu có cần thiết nữa. chồng đứng không thèm nữa em đưa thôi cũng hết hạn sử dụng rồi vui chị hay nuôi tiêu lắm nghịch nghịch nói cho vui thế thôi chứ không có chị hết mặt có cường không Không biết hôm tôi mổ con rồi. bố của con à con khô mắt không con ngứa Không không con ngứa mắt không 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 có ngứa đau gì. không Mà điều giờ thấy mờ hôm mờ mới à mổ. thấy mày mờ mờ nhưng mà có thấy cái khi trước lúc mổ rồi thì đi qua con ròi với cái kia con ròi bay qua không có thấy rõ Ấy trời mua về đúng mới không mổ về coi con truyền hình đẹp kim lắm, giờ màu truyền hình vừa có đẹp dễ sợ vậy đó. Tính mổ luôn con nữa mà đi xuống khám mổ con nữa mà. con một mổ đứa con 15 triệu đấy Hả? Trời, tôi mổ của nhà nước có 3 triệu 4 triệu gì. nếu mà có bảo hiểm thì Ê. đâu thì đấy còn là tư Thì nó nhân cũng nói mười mấy triệu nhưng mà cuối tư cùng nhân mình nói nó nhỏ nó chở tôi đi, giờ nó có chồng rồi, nó theo chồng rồi, tôi đâu có rành đường, với lại phần mình chạy giấy tờ ơi xuống Hà Nội cái mơ mày anh biết đợi. không em là em ngại đi này cha ông cho ta nói là bướm đi tìm hoa cho hoa đi tìm bướm Bước được à cái mình thứ nói anh vậy đến thương em mới đến thì em mới tìm hiểu em đàng hoàng thì mới đến được chứ trời. còn đừng có đến mà tôi đi tìm ông rồi mai một con cái là hành khinh mình thì mấy hử cái bà đi tìm ông nữa chứ ông đâu có đi tìm bà nữa đâu đấy mình như thế không khác Đúng anh giàu thiệt chứ anh, tôi cũng có lương mỗi tháng gì chứ. em không phải nói đòi là mâm cơm gạo đầy thì vàng bạc châu báu mà như Trời đi cho ơi rồi tặng cái đi khác tôi có cũng em ấy, còn được mà không không. còn thôi nhá như kiểu mà lòng hảo tâm mà người chồng mà thương vợ thì mua cho vợ cái chỉ làm kỷ niệm thì là đúng phúc là gọi là đi khác chứ còn cho được không cho thôi thì cũng cũng phải là mình cũng phải đòi hỏi đúng không đòi hỏi làm gì nhưng nhiều người Nói đứa gì miền thì Tây ăn em vậy, thấy thấy cái gì của em là của của em, ông cái gì của em giàu là của rồi anh chứ là không bắt phải đầu là bui lên để mà kiếm anh. trả Nói thiệt con anh nó cũng nói, nó nói nếu mà cô nào cô gì nào mà sống với ba đàng hoàng á, lo cho ba đàng hoàng á, thì nếu mà lỡ ba mất rồi thì có cũng ở đây tới chừng ba mất thì tụi con cũng lo y như ba thôi. Cái vụ đổ ước nguyện lại là giờ phải thiêu, giờ phải chôn cất thì lo theo chôn cất, mà thiêu lo theo thiêu đi thì em giày à anh đi giày được ông rồi. bà đây ông chồng ơi ông chồng mất tích ở trong quân đội đây hai hai vợ chồng trong quân đội Ủa ơi này bây giờ ổng còn hả? ông em ở bên cựu chiến binh vô cựu chiến binh rồi ông làm cựu chiến binh nhưng mà ông thì hay say hay xỉn hay cày Tôi không có mấy người ra đây cũng kêu tôi vô cùng chứ mình tôi ho tôi giờ tôi không có thích làm gì hết ở chân tinh chứ, nhá bây giờ tôi thích tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn nghỉ tôi nghỉ, đừng ai trai tôi nữa, em làm vô cửa chân tinh nhá khổ mỏ lớn giờ coi vậy con nó chăm sóc có đâu ra đâu bằng vợ chồng, dù sao mình cũng ở gần kề nhau đó. Anh thì em thấy đứa con anh nó sợ vậy thôi. tìm hiểu người nào mà nhỏ 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 người á thì em cũng thích người mập mà to người em cũng thích Coi vậy con nó chăm sóc có đâu ra đâu bằng vợ chồng, dù sao mình cũng ở gần kề nhau đó. Anh thì thấy đứa con anh nó sợ vậy thôi. em tìm hiểu người nào mà nhỏ 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 người á thì em cũng thích người mập mà to người em cũng thích thì bác mới nói chuyện nó cũng có con chặt bác ơi có tìm hiểu ông này không thì bác mới hỏi là có biết sao đâu cái dân số trời kêu anh cái nào bác ở quận 10 ở quận 10 bác làm
Tới nhà ta thì hoàng bướu còn mạch có mắt riêng. Người bác làm đó thì ở đây cũng một người năm rồi, chứ chưa đi bác cái gì bộ đồ thì hưu như ba con thôi. Con vợ như con chồng mà con chồng như con vợ đấy, thì là bác là giáo dục con của ba con, thì bác cũng thương như là mẹ của con mà đã mất đó. Thì là ba con cũng thế, bác có hai đứa người con, một trai một gái, là đứa con cháu đầu. Bác có lại về đến mai đi làm thôi. Tôi về tôi ở mấy năm mấy mà tôi về bằng kinh tài rồi ở trung ương á, trung ương cục miền Nam á, tôi về tôi ở đó riết phải giải phóng thôi. Năm trăm tám mà Mỹ quấn qua Thì miền em đi năm 78, nhập về năm 78. Thì về thì lúc 86 thì có lập gia đình. Nói cuối cùng á thì số phận đàn bà 12 đứng nước, không biết đứng nào được đứng nào sai. Cái số phận cho nên Tại vì đó là nhiều khi thấy về ông đánh đập vợ con mình sợ kia, quá. có ông tàn nhẫn quýnh thống thương chót luôn. Anh có đọc từ nào về vợ ở trong có quýnh một tay nữa, mà ở tới năm 74 tuổi Em mới chết. nói là đây này, cái dù chồng có sai, chồng có nặng thì về vợ mới mất lời. Đấy. Chứ cứ mà đi chồng nói câu đi vợ tớp 5 tớp 10 là không được. Đấy. Giả dụ giờ Cuộc anh có đời đâu ra sai, biết con chút anh cũng như được. có sai có đúng thì sớm mai anh tính rượu thì Tôi nhỏ tôi cũng uống rượu dữ lắm. em mời em rất phân tích cho anh này. Hôm qua thế anh uống rượu nó cũng được, anh nói cũng có cách xúc phạm đến bản thân em chứ chứ thế. Thì bắt đầu hai bên mới ngồi hòa giải, chứ còn giờ mà ngồi mà nói chồng nói câu thì vợ tức 5 tức 10 thì là chia À, chia với bè mà người rồi. đàn cũng phải cũng về để người đàn bà nữa. Em chồng em chịu là chín cái nút rồi đó này, thì nút cái 10 không được mà em mới kia em mới bứt ra đó. Còn nói thật thì em cũng chịu đựng nó hơi bị nhiều. Sao giờ em thấy anh sao? Có ở với anh được không? Được, nhưng mà anh thì em thấy đồng viên rồi thấy cũng được, em đi em thích cho đi này. Anh Bây giờ về con là cái này coi là rượu không uống, uống cũng hút, bây giờ chỉ được uống trà em thích không, cho đi này, cà phê cũng uống nữa, không hiền luôn. ví dụ kẹt kẹt uống chơi được, chứ còn không phải, không mà nhất là trà này nè, cứ hết nửa ký này mua nửa ký khác, này 400.000 ký á. Ngay rồi từ đến được đấy là trong hai người cùng trong quân đội với nhau thì giữa đứa được nhiều hơn, trường mình đi ra học chính trị nhiều rồi đúng không, anh Đúng cùng rồi, qua trường lớp học chính khi trị mình gần gũi mình nói chuyện nhau được nó cũng gần gũi dễ với nhau hơn. hơn ba cái người mà ở miền Tây đứng Anh đường cũng đâu có mà thích thấy nhỏ nhỏ, tại vì anh nói anh nghe là như con anh sao. nhỏ lắm, nó qua nó là 56 tuổi rồi, ủa 54 tuổi rồi, anh đã nói Phúc là cho Phúc là nói mày kiếm tao dụng bà tệ lắm, không phải được 60, còn mấy 65 mà tệ nữa là 70 cũng được, Mà tôi anh cao, không có chê mà tôi cao tuổi rồi anh có chịu không? hả? Nói, trời ơi, tôi tính tôi sống mấy năm nữa không biết được 5 năm nữa không Ai nó sẵn được ngày đó. nào hay ngày ấy Ở đó thì giờ mình coi như biết được mình vớt cu chót về một lần nữa thôi chứ đâu gọi gọi là mà có bắt thăm may mắn. ơi Từ anh bắt em được may được con người vợ hiền hiếu ơi thảo không mà vì gia đình nói chung rồi bộ biết đội bao là dân bộ đội là tôi lấy hiền à, nó không có quá đáng gì những người mà mấy nhỏ, ví dụ nói xin lỗi nha, 40 50 tuổi rồi cũng về nè, anh mua cho em đâu bông, đâu mua cho rồi anh anh với anh bà này cái hỏi kia, thành phố lắm nó ồn ào quá nè. Anh biết còn mới giải phóng á, nhà nước cho anh cái nhà lầu 3 tầng ở cửa đông chợ Bến Thành á, anh không ở anh về đây đó, nói chung hồi đó nhà cửa anh cũng rộng lớn lắm, bề ngang cũng 17 18 thước, bề dài cũng thấy em thì em buồn, em buồn thấy người ta có bạn bè vui vẻ đến đi chơi đi nữa,
Em thấy em cô đơn, em mới thôi Anh đây em anh cũng người vui lắm, tối ngày cứ mở truyền hình nó muốn la, nó muốn hát, nó cô muốn hát karaoke không hay chứ, hả? kinh chứ. Thì buồn buồn hát bậy bạ chứ. Bên phòng mạch mà mưa phủ bên phòng mạch á, 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu lương hưu. Bữa mình thèm quá mình ráng làm làm sao. Làm chi này, em rồi. Tôi giờ cũng thích cây nào đó, tôi lấy làm bạn này, tôi vui đấy, còn cây nào cũng thích. Em muốn chiều không? Đó, đó. Em giờ cây mà tỉnh quan đây em muốn thích nè. Ừ. Mà em thích là làm bạn với nhau đó, chăm sóc tôi già rất nhiều thôi. Cái chuyện mà tình cảm vợ chồng mà sinh dục tình dục là em muốn thích. Em muốn thích là ở với bạn bè chăm sóc nhau tuổi già rất nhiều rồi. Anh về cũng vậy chứ Rồi mấy như khác thì làm cái rồi ông may cái rồi lên bể cái rồi là chết chút trên bụng vợ sao này cũng vậy, nhiều người bị rồi đâu chứ, nhiều người bị rồi đấy, nhiều lắm bị mà nhiều trường hợp chồng đi nhậu về nên là về hận 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 với vợ cái nằm cái là anh nói là tấm tấm phòng tích bóng luôn. còn biết bảo nhưng mà người vợ anh nó biết Mười tâm anh nó biết á biết ý á thì là không chết bốn. ai ai biết đâu khi nào người vợ gia đình xỉn rượu nhưng mà không vì tình cảm với vợ nhưng mà khi mà thấy chồng mà thấy rờ rờ mà nhìn thấy mà không không bình thường rồi mình cúi một cái kim khi nào cũng còn chồng có cái kim sẵn đó trong khi dùng một Em cơm chồng nói hất em ngược lên kia là khỏe lên không ăn hết còn mà cứ hất chồng xuống rồi là chết luôn chăm gì đâu chân tôi mong muốn đi cái này mông này nghe tôi mong khuyên này cô này với mong cái đi này này nè, á cái này hồi anh đứa họ mấy bà già ở miền Nam này nói chung mấy bà mới đầu bà nào cũng có cây móng tay á, họ mấy bà có móng tay nè đó là mấy bà để là ruột trừ qua cái bệnh là để đó làm gì cô đó. Gia dụ vợ dụ chồng mà đi lâu ngày á đi về gia dụ mình tình cảm với vợ chồng thì hay là hay hay bị chưa đó đấy. đeo lên nằm nó cứ vậy riết là nó không có xuống được. Không xưa ra bị cấm phòng á, Ờ gọi là mà cấm vợ phòng biết nó lấy cái móng tay cái gì nhọn mà chọt cái ở ngay chân cu á là nó mà giọt là tưng lên nó giật hết, lên cái là bắt đầu là chồng sống nó lại dâng cái còn máu nó hết ra. chồng xuống cái là chồng đi tây luôn trường hợp nó nhiều lắm Ngày xưa mấy bà già đụng bà nào cũng có bới đầu cũng kim móng tay á, phần giờ mà tao thấy mấy cái bà mà chắc như đàn ông tao cũng mê.